Chào mừng các bác và anh em, hai người đang test mùa hát VIP. Bộ này có tổng giá là 27.900.000. Test cho bác Dũng Lào Cai. Đây là bộ thứ hai bác lấy. Bộ này lấy cho anh em bạn bè. Đã từ lâu tôi miệt mài xuôi, nay dừng mài nỗi tầm, tìm vui khắc tháp nghèo đẹp. Dài đêm tôi ngồi đợi sáng, nói về tôi xin người đừng yêu tôi cho tình yêu khác ngoài, vì đâu dám hứa hẹn gì nhiều đêm tôi mong được vào tay ai, ôm kín nỗi cô sầu và tận tà trên đôi ngày nào tôi lại về kinh đô xây tình nơi phố được nghe tiếng hát loài để quên đêm mưa phùn lại lại phố quên gió xin biên thủy và toàn đàn của tâm. Hành đài người sử dụng 100% thiết bị chính hãng nhập khẩu nguyên khối Corona Motivity ALM2 Bass 30 làm trao đảo dưới âm thanh cũng như người hát karaoke. Một quả giúp Motivity này để câu thôi nhé, không qua trong tâm lô. Quả giúp này là 6.5 triệu, loa vào đẩy là 18 triệu nhé. Một cụ đẩy Motivity ALM30 so của Mỹ với dòng ca chân thành chân làm cho tất cả những người đam mê phải rung lên và khóc thét lên bởi dòng ca quá hay. Vui ngược khắp miền, làm sao tôi dám đồng và dám đồng vì trên vai tôi còn nàng hay trai. Biết ngày nào tôi lại về kinh đô xây tình nơi phố được nghe tiếng hát loài thứ bát con này đánh xuống cực sâu anh em nhá, dưới 30 hạt hát rét quá hay. Mic một bộ mic chính hãng của Mỹ ST-CL5 đầu vàng tay kim cương quá tuyệt vời. Xin cảm ơn ca sĩ Trân Anh với ca khúc cái bài gì nhỉ, bài gì hay nhỉ, bài này bản quyền của Trân Thành rồi anh em nhá. Bây giờ em sẽ mở bản nhạc. Cái bộ này bộ thứ hai là test cho em Dũng ở Lào Cai. Hôm trước này em đã mua bộ rồi, nó hay quá mà, bởi nó hay quá cho nên tiếp tục mua hộ anh em tiếp một bộ nữa. Các bác nghe, mình nghe cái này là phê kinh khủng luôn. Còn giúp Moti nó đẳng cấp này, càng nghe càng dùng ở đây là cái đẳng cấp của Moti, nó sạch, nó trong, nó hay. Những bộ hát này là quan trọng là người hát thôi, còn nó bay nó nhẹ thoáng ok rồi, nhưng nhạc thì chi tiết sắc sảo nhưng mới tiếng bay nhẹ dẻo. Nghe em đi rồi anh chờ về đơn côi, nhạc sầu chia phôi đưa anh vào cõi nẻo đời. Buồn ơi là buồn nghe mưa về giăng mắt ai. Đường em đi xa vời, có
chơi mà sàn nhỉ, đồ chất. Khóa này được rồi đấy, mở khóa là ấn này giữ này đấy, mở khóa đây, chìa khóa mở, ấn giữ này là đóng khóa thì ấn vẫn được cả hai luôn. 4x45 anh em chú ý nhá, đừng để nó zip. Mic này là mic chính hãng nhá, mic của Mỹ, đầu vàng tay kim cương, sâu top CR5 tiếng có quay ngược, con này nó vừa sang trọng đẹp mắt và vừa vang, đầu vàng tay kim cương, giá cực kỳ yêu thương anh em nhá. Đấy, 6 số nó gắt cực nhanh luôn, còn lý nguồn lưng tiếng đánh dấu hết rồi nhá. Đấy, bộ này như bộ trước em dũng nhé, như bộ trước con vàng này sáp với là 3 chế độ. Chế độ 1 là eco silver, chế độ 2 là mic mỏng một chút. Thì muốn chuyển chế độ thì ấn M trên điều khiển này. Đấy, M trên điều khiển này, còn to nhỏ nhạc rồi. Đấy, còn súp xong rồi cắm vào đây rồi, đánh dấu rồi. Còn to nhỏ tất cả đánh dấu hết rồi, cứ thể cắm là phang rồi, là chơi thôi. Loa liếc là như cũ, như bộ trước nhá, nó chả khác gì cả. Đây. Căng căng căng, không lo luôn. Còn súp bánh nhá, như còn súp poti tuy nó 30 bánh ngang như súp làm cỏm 50 đấy, tiếng hay lắm. Khởi động rất nhanh nhá. Lập 46. Đây khởi động này. Ấn chứ lên ngay. Lập 47. Mỗi cái dòng mic Sotop CR5 nó khởi động quá nhanh. Anh em muốn thao tác bật ấn này, ấn lên ngay. Đấy, dễ không? Cho nên là cái độ bền của cái tiếng mic rất lâu. Còn tắt thì ấn giữ một chút. Còn nếu khởi động lên rất nhanh, nếu anh nhìn nhá, thì ấn giữ này, khởi động phát này, cạch lên ngay, nhanh kinh điển. Mình của Mỹ nó khác, đầu vàng tay kim cương anh nhá. Đây là bộ hát đã làm xong và gửi cho em Dũng ở Lào Cai. Thì bây giờ là giá lên mới nhá, cả loa và đẩy này là 18 triệu. Đấy, tất cả hàng lên hết bạn, có ngay lên 1 triệu đồng luôn. Các bác có nhu cầu bộ hát nhanh tay nhé, bởi sắp Tết rồi. Muốn mà sắp tới quá muốn chơi không được anh nhé, anh cũng chào các bạn.